1939 tới giờ á, thầy nói đối với tín đồ Phật giáo ảo sau này á, thầy nói cho ba cái chữ đối 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 đối, thầy nói liên tiếp ba cái chữ đó đó, là cho dân mình thức tỉnh lại. Nhưng mà thực tế bây giờ chúng ta thấy thầy tiên tri bây giờ có hết trơn quý vị, hiện tại bây giờ nè, Hạ Quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển. Phong ba là gió đó, biến chuyển là thay đổi, đổi về gia can luôn, đổi về là đổi về toàn bộ mọi thứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị trên cộng đồng mạng gần xa thân mến, được biết hôm nay là gặp duyên lành hội ngộ anh em huynh đệ hôm nay để chia sẻ qua giáo lý cao thượng của Đức Phật, Đức Thầy. Và Đức Thầy có cho biết là lần thứ chót rồi lời chư thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, Thầy mới được Tây Đông du thiết. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay là cũng có cái duyên lành được hội ngộ anh em ở đây, thì có cái huynh đệ nào có ý kiến gì thì mời anh em mình nói lên, tặng mình luận bàn chia sẻ cho nó gấp rút cái thời kỳ màn ba cảnh chót này. Chứ tôi thấy hiện tại bây giờ chúng ta không tu á, là chúng ta thấy là làm không kịp trong cái thời đời xã hội bây giờ, thấy nó lu bu lộn xộn lắm, nhiều thứ lắm chứ không phải mà một thứ đâu. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa huynh Lợi, kính thưa bà con cô bác, cộng đồng mạng kính mến. Hôm nay được biết là huynh Lợi từ ở Bình Dương về đây, chỉ là mình nói hỏi thực tế đây, là huynh hỏi huynh Lợi vậy chứ là huynh đã màng ở Bình Dương như vậy về đây, về ở ngoài nó có ảnh hưởng gì cái vấn đề hiện giờ của bà con màng ở ngoài kia không, bây giờ có bị thất nghiệp hay là bị cái này kia không, huynh có thể chia sẻ cho bà con biết cái thực tế hơn. Huynh Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì qua cái câu hỏi này cũng không nằm trong giáo lý của thầy, nhưng mà tôi thấy cái nó cũng vô sát với cái đề tài thực tế bây giờ, là cảnh đối đau chết chóc chia lìa, đối gì khổ, đối gì nạn tai ách, rồi dịch bệnh, rồi chiến tranh gì đâu mà Nga Ukraine đánh gì đâu mà mấy năm gì trước rồi mà nó tồn tại tới bây giờ, mà con ta thất nghiệp hoài mà ta làm không được, mà lớp thì làm được, thì lớp làm cũng có từng 2-3 ngày nghỉ, 2-3 ngày không như đó, rồi bà con người ta mới lao đao khốn khổ, người ta đòi về quê. Rồi một số người thì trụ ở trển mà làm kiếm gạo kiếm cơm sống, chứ bây giờ về đây thì thấy kinh tế bây giờ ở đây làm cũng không được, cho nên bà con ta cố gắng ta trụ ở trển cho làm, chứ không ai bây giờ muốn ở dưới Bình Dương chứ. Nó đủ thứ hết trơn, giờ gạo lúa giờ nó mắc tùm lum hết trơn, rồi bà con ta sống chảnh này sống làm sao giờ. Thì tôi là dân Bình Dương về, tôi mới chứng kiến nhiều cái cảnh tan tác ở chảnh. Rồi tôi chạy dọc đường về nè, tôi nằm trên xe tôi thấy mà không có ngủ được luôn nữa, gì đâu mà đám ma, gì đâu mà chục cây số đám ma, chục cây số đám ma, nhà giàu không á. Tôi nói ông tài xế, ông nói tôi gì kỳ, đám ma hôm nay quá tàn quá rồi. Tôi nói cái gì đâu mà kỳ, thì chốn âm ty ngu đầu má diện chứ có gì đâu mà kỳ. Thì mấy ông giàu không phải, ông giàu không hay đâu. Ông giàu mà ông bố thí, ông giúp đời gì trơn thì ông mãn phước thì rồi. Mà giàu không đó, mà đám ma gì đâu mà. Tôi nói mấy ông là xe cộ nào là dữ lắm luôn. Tàn là dân đầy ra lại không à, nó nói chết uổng, uổng không có uổng cái gì hết trơn á. Ông đỏ đi ngục là cái chắc luôn chứ uổng gì. Tại mà không có tu ông gán chịu chứ bây giờ uổng cái gì. Mà tôi thấy bữa nay là cái cảnh ở ngay cái bè Tiền Giang nè, chính mắt tôi thấy luôn, rồi đám ma, rồi lớp là bão tố nó sập mấy cái căn, nó tốc mái con 12 cái nhà. Mà tôi không có ngủ được, tôi nhìn thôi coi sao chứ lên xe ngủ làm gì. Nó tóc một cái, nó quăng một cái, mấy ông đạo chạy là khiên, tôi nói không có khiên gì nói chứ, không có cứu, không ai cứu mấy ông nổi đâu. Tôi nói bây giờ mấy huynh phải dừng lại mới được, cố gắng làm phước làm lành, chứ bây giờ tôi thấy bây giờ hiện tại trước mắt luôn là nó dữ lắm rồi.
Nếu không tu chừng khổ cũng ưng. Mình tu hành thì gặp cảnh vui mừng tội thay. Mình tu đi, mình cố gắng hành trì đi, thì ơn trên trời Phật chúng tôi hồi trước nè cũng là dữ lắm chứ đâu bây giờ mà cố gắng nhờ vậy đó mình mới tinh tấn rồi thêm. Chứ không thôi tôi mà lặng lặng chảnh nhiều khi ha, người đời nó lôi kéo tôi không biết tới đâu mà nói. Nhiều khi mình ra ngoài mình cố gắng mình niệm Phật, ơn trên trời Phật, Đức Phật, Đức Thầy gia trì hộ độ cho mình. Cố gắng vẫn giữ vững lập trường, chứ đừng có chạy lung tung. Khi nào nói thiệt với quý vị đồng đạo mình chứ niệm Phật không cần niệm nhiều, cúng không cần cúng nhiều nữa. Hai thời cho tôi thôi, mười câu Phật hiệu à. Có người mười mấy ngàn, có người thì bảy tám thời. Tôi nói như vậy trừ bù bổ lợi ha, nói thiệt chứ quý vị nó còn âm lại nữa. Tại mình cúng rồi mà mình còn tùm lum hết trơn, có gì được cái gì đâu. Như tôi giờ niệm mười câu à, mười câu cái gì phát tâm mạnh mẽ đi ha, nó thẳng một cái lên tới chảnh luôn, mười phương chư Phật mà nghe rền bên tai luôn, chứ không phải tầm thường đâu. Còn quý vị niệm tôi thấy ha, tôi thấy vô chùa rồi niệm dữ lắm quý vị ơi, niệm ông nào ông nấy mười mấy ngàn, hai ba chục ngàn mà rốt cuộc không có đạt hiệu quả cao, là do cái tâm mình, tâm xấu mình còn. Mình còn nóng nảy nhiều lắm. Tôi biết chứ quý vị, tu chứ không ai được bao nhiêu đâu, ít người lắm. Cho hỏi huynh lại như là huynh ảo ngoại về đây, như là nghe nói là huynh một tuần màng một tuần nghỉ không huynh? Đúng rồi, có công ty của tôi là một tuần màng một tuần nghỉ, là công ty nó giảm biên chế, nó không có hàng nhiều. Nếu mà màng thẳng qua tiền đâu nó trả cho mình, cho nên nó phải cắt giảm bớt. Cắt giảm bớt là ví dụ mình tháng, một tháng như vậy mình mặn được có nửa tháng đó, thì đồng lương nó trả mình cũng hết ít lợi. Nhưng mà đặng cái này mắc cái kia, đặng kia mắc nọ, thì mình bù qua bơ bổ lại thì mình cũng sống được. Thì nó vẫn cho mình làm được, mà mình vẫn làm được, mà nói chút đi mình nhìn chút đỉnh mà vẫn làm được. Chứ còn không mà mình làm thẳng luôn thì tiền đâu nó trả mình phải biết đương nó mới được. Chứ bây giờ nó bây giờ mà chiến tranh hoài vậy thì hàng hóa nó nhập xuất khẩu không được thì làm gì nó buôn bán được mà trả tiền cho mình. Thì xin thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ đó thì công ty nói tới đây nói nhỏ nhỏ nghe, nói the the thôi, năm này gì chứ năm tới bây giờ tôi thấy là nó dữ lắm luôn. Chứ năm nay thì nó còn đỡ, năm tới biết đâu nè. Rồi tôi nói không gài bảo tố ngoài lo chạy mất dép luôn chứ ở đó mà làm. Vậy là bây giờ là dân chúng mình nó cũng điêu linh đó huynh. Dân chúng bây giờ thì nói chung người ta biết á, người ta biết á thì người ta nhín nhúc, ví dụ người ta tặng tiện để sống được. Còn ông nào mà không biết ha, là đợt này tôi nói với người gì thiệt luôn đó, Tết năm nay chưa chắc có tiền về xe. Mằng mà ăn chơi của đó là tiền đâu mà về. Hôm nay mằng ngày 200 ngàn, bao lô số đời hết 500 rồi, nợ lên 300. Rồi đây tới Tết thì nợ được bao nhiêu, dư bao nhiêu, nợ bao nhiêu. Vậy là thưa huynh lợi, cũng như là cái vấn đề mà huynh ở ngoài kia như vậy, như Đức Thầy nói câu là trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ, như vậy là nó có hợp với câu này hiện giờ đang hiện tại đang diễn ra không huynh? Thì đối với nghèo là thầy nói với trước mình nồi hòa thầy khai đạo năm 1939 tới giờ, thầy nói với đối với tín đồ Phật giáo hảo sau này á, thầy nói cho ba cái chữ đối, thầy nói liên tiếp ba cái chữ đó đó. Là cho dân mình thức tỉnh lại. Nhưng mà thực tế bây giờ chúng ta thấy thầy tiên tri bây giờ có hết trơn quý vị ơi. Quý vị nội mấy ông nhà nước nè, ông tiên tri nè, bảo nè, số 1 nè, vài bữa nữa nè là vô miền Nam mình. Mà mấy ông đánh bắt hải sản mấy ông phải vô bờ, mấy ông vô không vô là ông chết gắn chịu. Cũng là nhà nước tiên tri, dự báo thời trước là cũng tiên tri chứ gì. Tiên tri mà tiên tri cái thời gian ngắn 3-4 ngày từng lễ,
Còn thầy tiên tri là lâu rồi, tại mình lẳng lơ rồi mình giải đãi mình cũng như là thờ ơ, nói ô có cái gì mà có. Cũng như câu chuyện mới đây có ông bạn này, ông nói sao mà lợi ơi ông điện nha, sao bây giờ tình hình bây giờ mà kỳ quá, sao nay bộ tới chưa sao mà kỳ quá lợi. Tôi nói cái này mà tới chưa gì nữa, chúng ta biết đời tới hay chưa là chúng ta coi cái thời cuộc coi làm sao. Đúng rồi. Nó có chuyển đổi hay không, nhìn cái thực tại á, thực tế bây giờ nó có chuyển biến không? Yeah. Mới nắng nóng đây nè, rồi quay lại bão số 1, số mấy luôn tôi không biết, nhưng mà sắp tới đây nữa nhiều nữa. Rồi mấy cái vụ mà ngầm ngầm hổng gài đó là thôi thôi, bầu cử tổng thống Hussein gì Putin gì đó, là lộn xộn chân chứ không phải mà được gì đâu. Thì cái màn ba này nó phải gốt gáo như vậy mới được. Phật tiên rồi ma quỷ xuất hiện, trời mở cửa mà quỷ xương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu thế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá nhiều đó. Thì quỷ ma nó xuống rồi Phật tiên nó xuống, nó phải giải quyết rút ráo trong thời kỳ này mới được. Màn ba cảnh chót rồi mà quý vị thấy, quý vị bây giờ mà tôi nói nội, tôi nói người đời tôi không nói nha, người đời thì họ còn mê nhiều lắm, họ không tin. Còn người đạo mình đã biết rồi mà mình còn vậy thì tôi thấy tôi thật đau lòng lắm. Tôi nhiều khi tôi đi, mới đi ở chùa Bà Đen vậy nè, tôi đó tôi bước xuống xe của chị rồi tôi hết biết cái gì luôn. Mình nhìn lên thì mình không thua, không có bằng ai thiệt, không bằng đại gia, nhưng mình ngó xuống, mình hạ mình xuống đi quý vị ơi, quý vị bà con ơi, tôi giúp hai cái ca này thiệt tình chứ. Tôi lên xe rồi tôi nhìn lại là tôi rơi nước mắt luôn. Người ta đi bằng mình dương mà người ta bị giật đó, làm hồ mà kiểu như ông làm hồ mà ông làm bảo vệ, rồi tới tháng người ta không trả tiền, không trả các nào chứ. Rồi hên là cái gặp tôi chứ, gặp được mấy người kia xin hoài không ai cho nè, bây giờ còn lành lặn hai tay chân. Người xin hoài ông nói ông này cũng giả bộ gì đâu, tay chân lành lặn ông xin ai cho. Xin hoài ông lợi tôi cũng khóc. Tôi nói quý vị ơi, mình cho người ta mình đừng có suy nghĩ là người ta lường gạt hay là cái gì vậy. Nếu mà người ăn mày người đi xin nào mà lường gạt quý vị đi thì một hai đồng lẻ thôi chứ không lẽ gạt một tỷ bạc, gạt vài trăm triệu được sao. Còn quý vị nó vô hụi nè, còn quý vị mà vô hụi hàng ha, là trả tiền góp vậy nè. Nó giật một cái hàng trăm triệu luôn, cái đó quý vị không nói đi. Còn cái này người ta xin vài ba đồng bạc, ví dụ người ta gạt mình cũng vài trăm ngàn chứ nhiêu. Mà quý vị gì đâu mà tiết kiệm ích kỷ không cho người ta, rồi nói người ta ông này cũng lường gạt. Tôi xuất 200-300 ngàn hai người là gần 500 bữa đó. Mà tôi bước lên xe rồi ha, tại đi ngay cái chuyến người ta đưa mình đi lên núi Bà Đen chơi. Rồi một cái tôi nhìn lại xe cái hai người kia lại một cái nằm bẹp xuống bông cỏ luôn. Lại ông ha. Lại luôn. Tôi cho tiền rồi là bởi vì tôi không có thời gian, tôi bước xe lên liền. Hai người kia là không có nói cảm ơn gì được chứ, tại tôi móc tôi cho liền là xe lên kia tới liền. Trời chứ mưa gầm gầm nữa, bão tố mù mịt hết trơn. Tôi nói bây giờ nói tăng ơi cho mở cửa sổ ra tôi phát ra người ta cái mới được. Thì đồng đạo nói mở cửa sổ ra là tôi nói phát ra cho hai người kia đi vô, chứ không lẽ nằm xuống cỏ gì hoài mà mưa lợp đợp lợp đợp. Tôi thấy đau lòng quá quý vị ơi, mình giúp ở đâu mình cũng giúp mà cái gì đâu mà mình tiền bỏ ra tiền tỷ tiền trăm triệu không mà mình giúp ở đâu không à. Cái người khổ sát bên đây nè, mình không chết đói nè, mình không lo cứu người ta. Tôi thấy nhiều cái ca bây giờ tôi thấy chán nản đó, giúp mang tiếng không à, cái tiếng cho mình có lên chứ thật ra chứ sát bên người ta lo than khóc mà mình không lo hết trơn. Tôi thấy đau lòng gì đâu quý vị ơi.
Thiệt tình tôi lên nói clip này là tôi nói thật sự mà múc hết ruột hết gan nói cho bà con ta giác ngộ, ta tu. Dừng tay kịp lúc, mình dừng tay ra đi, mình đừng có tạo nghiệp nữa. Tôi chưa biết ông này tu hay không, thật hay là tu giả, nhưng mà ông dừng nghiệp là ông đỡ rồi. Ông dừng lại là ông tránh đều rác rồi đó. Còn ông làm việc thiện hay không thì tùy theo cái hạnh của ông nữa. Bây giờ ông cứu ông chứ bây giờ ai cứu ông nữa? Không lẽ tôi lên đây tôi nói hoài nó quỷ gì sao? Tôi không có đảo xuống tôi niệm Phật này kia tôi hành đạo chứ. À, thưa huynh Lợi, cũng như là cái thầy có nói cái câu là trời đã hoàng hôn rồi, mau chợt tỉnh, tìm đèn chiếu huệ lánh thân ra, lánh răng phân ra khỏi kẻo mang tay. Như vậy là mấy câu giảng đó như thế nào, huynh Lợi có thể chia sẻ cho bà con biết không? Cái câu này rất là hay, cái câu này nằm trong giáo lý mà tôi không biết thi văn hay là bên sấm giảng nè. Trời đã hoàng hôn, hoàng là chiều rồi, trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh. Hoàng hôn là chỉ cho cái thời gian thời tiết là buổi chiều, chứ không còn buổi sáng buổi chiều, buổi sáng buổi trưa ta chậm trễ được. Buổi chiều mà ta chậm trễ nữa là ai đưa mình, cũng như đò chiều chứng chót vậy đó. Nói câu này nhớ kể chuyện cho quý vị nghe một chuyện. Cách đây gần tháng trước nè, đi qua bến đò Gạch Gọc mà người ta xuống đò hết trơn, còn mình bá là lủi thủi hết trơn á. Bả còn mua đồ ăn, mua trà đường rồi uống nữa chứ. Mà mắc quá bả xuống mà không chịu xuống nữa. Tèn phát ơi, đò người ta đâu có chờ được. Chạy qua nhiều khi chạy qua bển rồi nguyên phải đoàn chờ bả ngoài bên đây nè. Bả quay lại rồi bả chạy gì kịp. Chứ gan cái câu mà mình thấy mà tới trần chưa thấy mà nói thời không tin đó. Chưa có thấy mà nói không có tin. Mà tới rồi mà thấy rồi thì làm sao làm kịp, không bao giờ làm kịp. Cũng chung cũng câu nước để chứ để nước đến chân mới nhảy đùng đó, nhảy đùng thì lọt mày khơi chứ có gì đâu. Mà cái câu tôi nghe rất nhiều lần mà quý vị ơi, chết đọ về địa ngục mà về nhập hồn về kêu con mình phải mua gạo từ này kia bố thí cho bà con ta kìa mà được hưởng đâu. Mười phần chỉ có ba phần gì đó, bây giờ sao sống hiện tại, bây giờ sống chứ làm đi. Mà chết rồi mới biết có nơi địa ngục thì quá muộn rồi. Tôi nói nhỏ nhỏ này chứ có bà cô bển kìa, bà nhắm mắt rồi hai thằng nó xúc bả liền. Bà nhập về bà kể á, bà nó xúc bả lôi bà tét móng hết trơn, rồi nó đưa bà dưới nó nhốt bà không biết tầng thứ mấy nữa. Bà nói, bà nói sức khỏe bà yếu rồi, bà mờ gì mà nó nhốt bà. Bây giờ bà nhưng mà chắc đó bà chí bà có, nó nhốt bà đó chờ nó đọc tên nha. Bà nhập hồn về bà kêu có gan đọc tên này tên nọ, rồi cuối cùng đọc ngay cái tên bà, nó đưa bà tầng tới tầng 13, 14 gì chứ. Nhờ con cái là bà sống mà bà không có tu mà bà có hiếu ăn, có nghĩa là ai lợi bà cũng cho ăn hết đấy. Mà nhờ cái nó diệt bà được cái đó mà nó cho bà lên đỡ đỡ chứ, đỡ thôi chứ không có thoát được, đỡ là lên tầng 1, tầng 2 cho nó khỏe. Rồi bây giờ kêu con nổi mà cái gầm lớn gầm nhỏ vậy tôi không biết, là gầm tới rồi nè, là con phải là mua gạo bố thí đó, là con làm y gan y gắt vậy đó. Thực tế là quý vị ơi, có địa ngục hết trơn à, tại mình không có chết mình không biết. Rồi có ông nội này mới đây ông điện ông hỏi chứ, ông nói ông đạo lại ông tu gì mà ông biết có địa ngục chứ có thiên đàng không. Tôi nói hỏi tôi sao tôi biết, tôi có đi dưới đâu tôi biết. Nhưng mà ở đây á, mình coi theo giáo lý thầy mình nói, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho chằng coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công thôi không? Thì chứng minh mấy câu giảng đó mình thấy là địa ngục là có chứ đâu mà nói gì không có.
Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm mấy tạo ra đó. Rồi cảnh ông nói với Tây Phương bây giờ có không? Tôi nói tôi cũng có lên giải nào biết. Tôi như người phàm nhưng ông sao tôi biết. Nhưng mà tôi dựa theo kinh giảng của thầy, tôi thấy là ở Tây Phương chư Phật đóng trong hay gì đó, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Thì tôi thấy cái cảnh đó là nó diễn tả mình như đây lên nói đây không phải là nói cho quý vị mà này nọ kia. Nhưng mà thực tế bây giờ quý vị ơi, phải biết gán tu mới được. Thầy kêu mình là gán tu để mà chết, chứ thầy kêu mình gán tu để mà sống. Gán tu để mà sống thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Nếu mà mình sống hoài hoài mãi mãi trường thọ thì ai tu làm gì? Tôi cho ví dụ thống đời ta bà này đi, tôi nói không có 100 năm 100 tuổi gì chứ. Tôi cho quý vị sống hoài hoài mãi mãi á. Rồi quý vị không tu rồi quý vị cũng vậy hoài. Cuộc nó có được cái gì đâu. Hên là giáo thầy mình ra đời bây giờ được ngay gan dùng cái đất Phật ăn gian mình á. Mà Đức Thầy được chỉ rõ cho mình rồi. Nay gần bụi có người mở ngõ rồi, đặng nôi theo lối thỏ đường đàn dê. Chỉ cho mình rõ ràng ở trên mà tại mình lẳng lơ, ngạo biếm. Rồi nhiều người tu lâu năm chứ thấy còn. Cũng như ý nói là con gò, con thỏ, con rùa chạy đua. Tại mình ỷ, mình chạy ăn nó rồi mình ỷ, mình ngủ. Chứ con rùa nào chạy thắng con thỏ. Con chạy ỷ tuốt tới trước ra con nằm ngủ. Mà thầy nói rồi, thấy Dương Trần ngủ hoài. Ngủ mãi mà ngủ hoài nữa chứ. 80 mấy năm nay ngủ hoài, ngủ hoài. Nhiều khi thấy 4 giờ rưỡi mà kêu hoài không ai nhúc nhích. Tôi mới chứng kiến đi đoàn ông lên cốc ngay mài của đó nè. Kêu nhiều khi tôi thấy hỏi ôi, kêu đá chạch 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 đây, chỗ có kia ngủ nữa. Trời Phật ơi, ngủ gì mà ngủ hoài. À, thưa Quỳnh Lợi ơi, xin Quỳnh Lợi cho thêm hỏi thêm hai câu giảng của Đức Thầy nữa là Hạ Quân nay đã hết đời. Như vậy là Hạ Quân đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Bây giờ nói chung là Đức Thầy nói vậy nhưng mà thấy giờ gió cũng dữ dằn lắm. Chứ là gió mà sao bằng gió sấy mà ghê gớm hơn hồi lần dữ gấp 10 lần 100 lần. Nhưng mà cái giờ bão cũng liên tục. Như vậy là có ăn vô câu giảng của Đức Thầy đã nói không? Hạ Quân đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Thôi thì sớm mà vậy nha. Rồi cái câu này vô sấm giảng quyển 1, câu này gắt là nó vô cái một khúc trong cái thời Hạ Quân này luôn. Bây giờ chứ Đức Thầy ra đời mở đạo năm 1939 mà Đức Thầy nói lâu rồi, chứ không phải nói mới đây đâu. Hạ Quân ngay đã hết đời. Hết là không phải cái một mà hết. Hết chúng ta coi ra nhìn theo thời cuộc bây giờ nó lần lần nó chuyển biến. Bây giờ đưa ra cái thí dụ cho nó dễ hiểu nè. Một con dây dài như gì dài, tôi nói dài không biết nhiêu mét nói. Mà một ngày quý vị rút lại một rút thôi. Ngày rút hoài. Ngày nào cũng rút hết rồi con dây nó còn không? Ví dụ đơn giản gì thôi à. Rút hoài cái cuộn dây này nó tiêu chứ sao bây giờ? Thì nó ăn vô cái hiện tại bây giờ nè. Hạ Quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển. Phong ba là gió đó. Biến chuyển là thay đổi. Đổi về gia can luôn. Đổi về là đổi về toàn bộ mọi thứ hết. Rồi thời tiết nắng nóng bão lụt sắp tới đây nha. Tôi nói quý vị nha. Hên là không khí mình còn thở được đó. Nếu mà không khí mình có độc nữa tôi không biết làm sao bây giờ nữa. Thở gì được mà thở. Thì bởi vậy thầy cho mình câu nói đó là mình phải thức tỉnh liền. Hết đời rồi. Chứ không phải là không có hết.
Hạ Quân nay đã hết đời phong ba biến chuyển, đổi về gia can. Năm mèo kỷ mão rõ ràng. Tôi nói cái năm mèo lộn xộn lao sao. Mèo kêu ba tánh lao sao tới nữa nè. Là hôm nay nửa năm mèo à. Tháng 6 tháng 7 gì rồi. Mà nửa năm tới nữa là còn chúng ta còn trong năm mèo nha. Mà lộn xộn lu bu là từ mọi thứ mọi chắc luôn, chứ không phải mà tôi nói bảo bây giờ là không có hết được đâu. Tiếp vô không ha. Càng ngày số 2 số 3 lên tới số 5 số 10 bây giờ đó nè. Chứ không có nói đâu xa giờ nữa. Chạy xe hôm nay tôi ngồi trong xe niệm Phật không. Lớp mà hơi ông mưa, lớp hiện hơi ông sấy cồn vậy đó. Bây giờ lỡ hứa anh em phải về thôi. Chứ ngồi trong xe cũng niệm Phật không. Mà thấy bây giờ, nói chung thấy cái xã hội bây giờ nó phức tạp đó. Bây giờ ai biết nắm chân lý của thầy thì mình đeo đi. Chứ còn ai không nắm được là chịu thua. Nhưng mà tôi để ý là có nhiều người mà nắm được rồi mà bỏ rồi, uổng cuộc. Mà có mới mấy quý vị ở đây bên Mỹ Hội nè. Ăn chơi cờ bạc cũng dữ lắm nha. Nói chung là hư á, không có dách nào mà diễn tả nữa chứ. Mà rút cột nha. Thời kỳ cuối nha, ổng làm siết lắm. Có con đợi này trong 3 năm là đi luôn. Làm từ thiện tôi là không lợi mà nghỉ trưa đâu có nghỉ. Là ổng biết thân phận của ổng rồi. Người ta vô ăn cơm là ổng ra ổng làm cào cào ra ngoài sân á. Tôi nói sao Quy vô làm vô nghỉ đi, nghỉ tay đi. Quy nói tôi biết sao không? Tôi biết tôi tội nhiều lắm rồi. Tôi phải làm giờ phải bù lại. Mà thiệt tình trong 3 năm sau là ngã bệnh chết luôn, không ai cũng như hết phước rồi. Duyên mình cũng đã mãn rồi. Làm trong 3 năm gì rốt ráo làm dữ lắm. Rồi cuộc mới đi đây nè. Rồi điện cho tôi hay. Rồi có chú Sáu này bệnh cũng vậy. Ăn chơi nhậu nhẹt lắm mà giờ cuối giờ ông còn tháng ông chết, ông biết chết luôn. Rồi ông niệm Phật nó dữ lắm luôn. Lại nắm tay ông, tay chồng ông giờ không có còn cái gì nữa. Đánh ngắt mình nghẽo hết trơn rồi. Khuyên chú Sáu ông ráng niệm Phật chứ sao giờ. Không mạnh bây giờ mình làm từ thiện cũng được mà bây giờ mình yếu rồi sao làm. Cái gì thầy dạy mình rốt ráo cái môn niệm Phật nó rất là hay. Lâm găm niệm hoài đi quý vị vô đừng có bỏ. Quên thì thôi không ai ép mình. Còn nhớ thì lưu ghiêu như mưa lâm găm đây nè. Lâm găm làm hoài. Biết đâu vô phường tới rồi mình cũng đủ mới vốn rồi. Còn mà cái quý vị mà giàu mà ý giàu mà tôi nói quý vị đây nhỏ nhỏ nghe. Đây là mình sống đây là hưởng phước thế gian không à. Mình muốn cho cái phước mình nó bớt mòn á. Thường thường ta nói là ở không ăn mà núi cũng lỡ đó. Thì mình muốn cho nó đừng có mòn cái phước báo của mình thì mình tiết kiệm lại. Tiết kiệm lại mình cái gì đừng phung phí quá. Thứ nhất là mình tiết kiệm không phung phí. Thứ hai là dồn cái phước mới vô. Thì cái này nó còn hoài đây chứ đâu. Còn cái gì mình hở mà móc nó ra hoài thì trong đây sao còn được. Không còn được thì tới giờ thì lụm chứ sao giờ. Bển giàu có chết nhóc bển giờ kìa. Tôi nói đây là thực tế không có nói gì mà xa vời nữa. Bây giờ nó bi ai hết trơn rồi. Lúc trước đó, mấy năm chục năm gì trước á. Nói thiệt chứ quý vị chứ giảng thầy bây giờ là đọc có ai cho đọc đâu. Ban chính quyền nó đâu cho. Nhưng mà bây giờ thấy không? Ở đâu bây giờ cũng đọc giảng rồi nói đạo giờ tùm lum hết trơn. Thì mong rằng tôi lên cái clip này bà con mình phải thức tỉnh phải lúc. Ngừng cái việc ác lại. Còn làm cái việc lành hay không thì tùy theo quý vị. Dạ thưa huynh Lợi, cũng như là dạ có thời điểm này là mình tu vẫn còn kịp không huynh Lợi?
có thể chia sẻ bà con biết giờ mình tu cái pháp môn nào để cho nó nhanh dễ tu. Cái câu hỏi này không có nằm trong giáo lý nhưng mà nó vô luôn, vô cái thời điểm bây giờ luôn. Tôi hỏi là huynh nói là còn kịp hay không, tôi nói kịp hay không là ăn thua mình thôi à. Nếu mình biết là kịp, còn không biết là tôi nói bây giờ cũng như mình nói đơn giản nè, tôi nói bây giờ công chuyện mình nói tiền mình bằng đủ là đủ à, còn mình nói không đủ là nó bằng bao nhiêu giờ không đủ chứ, y gan vậy đó. Bây giờ mình biết đi là mình dừng lại là kịp, còn bây giờ tôi nói không lẽ bây giờ nói không kịp, nó kịp thì cũng không được, mà nói không kịp thì nó cũng không phải, tại vì cái này nó không có, nó còn mơ hồ lắm. Mình biết dừng lại đi là thí dụ bây giờ ai mà xét đến ăn năn quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, ví dầu sắp chết ngày mai đi, bữa nay giác ngộ liên đài cũng có tên. Ví dụ bây giờ mình nói bây giờ, tôi nói bây giờ là kịp, kịp là quý vị phải làm liền mới được. Nhiều khi bài cúng nói bây giờ cho cúng bữa nay tháng sau mới thuộc. Tôi nói quý vị cao tay lần từng lễ à, không có đựng tháng đâu, tháng sau rồi lỡ vô thượng nó tới thì mình có đựng tháng hay không. Học bài cúng phải gốt ráo liền chứ, bây giờ nói tôi dốt nát. Dốt nát thì lên cái YouTube là coi, chứ còn đâu mà nói giờ mà cúng không được thì thôi à. Mà tín đồ Phật giáo mình hòa hảo là phải cúng mới được, chứ không có nói gì mà không thuộc bài cúng mà ai công nhận mình. Cúng lại gì niệm Phật là hai cái môn chánh đó. Còn mấy cái môn kia quý vị không có cần để ý, đừng có quan tâm. Cúng lại niệm Phật, cúng lại niệm Phật, niệm Phật cúng lại, niệm Phật cúng lại, làm lu bu vô đó lần hoài này. Vậy mình mới diệt lòng tà được chứ, bây giờ mình nói giờ tôi không cúng, bây giờ tham sân si mình nổi lần hoài sao được. Như Đức Thầy có nói câu gì là huynh lợi, như là bị ngoại quốc bán hàng quá gắt nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Như vậy là mình nghèo đây là bị ngoại quốc bán hàng nó gắt hay sao, hay là nên dân ta chịu chữ cơ hàng là nó như thế nào? Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, cái câu này là Đức Thầy diễn tả cho mình là sắp tới đây ha, lúa gạo bây giờ lên rồi, xăng dầu lên đó, mình bằng không được mà nó lên mình mới chết đó chứ. Tại vì chiến tranh nó làm hoài thì nước ngoài nó bắt buộc nó siết mình chứ sao. Gắt ở đây là nó kê lên hoài cho mình khổ đà đi đến như tên vậy đó. Ngoại bang nó siết, bây giờ nó nói quý vị ơi làm ăn không được mà bây giờ lúa gạo nó lên rồi, xăng cổ nó lên rồi, quý vị sống sao đây. Mình phải biết tiết kiệm lại, thời nào hay thời đó, thì lúc trước bây giờ nó rẻ thì mình ít mình xài nhiều, bây giờ nó mắc rồi mình ít xài lại, tùy theo mình ăn thua mình biết là được rồi. Chứ bây giờ mà nó tới hoài chứ không phải giờ ngừng đâu, tại vì mình nắm giáo lý nó hoài mình biết. Như Đức Thầy nói câu là sắp từ nay lao khổ đến cùng là nó tới luôn hay sao? Sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi ung dung, người bạo ác không còn tánh mạng luôn. Bây giờ thầy nó nói cứu lương thiện mà chẳng cứu người hung, thì kẻ gian ác đến sau tiêu diệt chứ. Dạy thì dạy khuyên những kẻ ngổn ngang, mà khi thầy trở về thì cứu lương thiện chứ không có cứu người hung. À hội long qua chọn kẻ tu mi, mà người nào tu mới vô đó được chứ, ông ác cũng vô đó ông làm lộn xộn chứ. Lộn xộn trong đó ai chịu cho nổi không? Thì tại giờ cái clip cũng vừa huynh cũng kết đề rồi. Rồi tôi qua mong cái clip này thì mong rằng các anh em huynh đệ cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước
nếu mà ai mà biết giác ngộ tu hành thì dừng tay là kịp lúc quý vị ơi. Bây giờ tôi thấy bây giờ thì nó lu bu lộn xộn tới rồi, mà tôi lên đây không phải nói gì, nó phe nó xạo, tôi phải móc hết cái suy nghĩ học hỏi của mình ra để mong rằng bà con cô bác quý đồng đạo mình mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới thấy muộn màng, mới hối muộn màng chi cho bằng, ta sớm lo toan gìn giới lực, nghe kinh trọng phạt, đến lâm chung quả lành đâu mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến nghe cho khó tránh. Thì tôi mong rằng quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi qua lời nói của tôi rồi quý vị có làm hay không thì tùy, chứ giờ tôi không ép ai mà không xúi ai. Rồi đến đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà.